Người cao hơn bây giờ là đến lượt anh Đức. Anh Đức lại bắt đầu nổ. Đây nha, tôi quay từ xa cho quý vị và các bạn xem nhá. Cuộc giao dịch từ đầu đến cuối nhá. Em nói là anh mày đi dép của anh, thằng nào anh đi tìm mày này cứ hả? Và không biết ông nào đi dép, không ông nào, không ông nào nhận. Ông Đức lại giao dịch rồi. Như này mình vui, giao dịch cũng phải vừa phải. Mày đi là cây kia 60 triệu xong rồi nhá. Thật không? Anh nói dối mày, anh có bằng cái hãng của mày. Điền Điền tiếp tục. 5 triệu, mày cứ đưa 5 triệu là xong. À, ai dạ. Ta là 70 triệu, còn trong 5 triệu ta ủng hộ trong quý. Hay quá, ôi, mẹ, câu lạc bộ càng ngày càng giàu. Anh đưa 2 triệu rồi. Anh 2 triệu em 2 triệu ủng hộ quỹ. Tóm lại là quỹ. Tóm lại là quỹ ghi nhận thành 2 triệu gì? Thôi. Anh ơi, anh để cho thằng em 2 triệu. Thôi ơi. Hùng nói rồi, cái danh dự anh em mình. Không, Hùng ơi, Hùng để anh nói cái danh dự mà Hùng nói câu anh nghe thì rất đúng. Hùng cứ giao dịch 5 triệu, còn đâu 75 triệu. Đúng không anh? 75 triệu. 75 triệu, cứ 75 triệu đi. Chốt 75 triệu rồi. Chốt chưa? Nhưng là ý là anh Tù lấy gì? Thu và không chốt là có người khác chốt. À. Vẫn đang chờ. Tức là cứ chốt 75 này. Cứ chốt 75. Ờ, chốt 75. Bán cái này là 75 đúng không anh? Bán cái này 75. Ờ, bán cái này 75 đúng không? Không, ủng hộ ờ anh Tụng không lấy em lấy anh là anh ông này gì cơ chú đưa cho anh mày mai anh em thì cũng là thế thì cũng là thế thôi em sẽ là các anh như này là ông anh em nói ông đây chỉ có đây đây là chú ông Đức này thèm lắm này. Anh mất 1 triệu tiền nộp. Đúng chưa? Là 74. Đúng rồi. Còn lại là mỗi anh em đưa vào 2 triệu vào. Hay quá. Ôi giời ơi, đúng là anh Dũng. Hay quá. Quá hay. 72. Đủ 74. Không, 72. 72 triệu. Thế là 72. Chuyển 72. Đây, cây này nhá anh em nhá. Anh Hùng đưa vào 70 đâu đấy. Không, 72. 72 thì mới lên, còn cái tiền ủng hộ gì. Ông này. Cứ bình tĩnh đi. Anh nhóm câu. Đáng nhẽ là 7 anh đưa đi. Anh Thụ chỉ trả 70. Còn anh Hùng ủng hộ 4 triệu. Nhưng mà như thế này thì là anh Thụ lại phải trả 12 triệu. Không. Được rồi. 75 cơ. Là 1 triệu là còn 74. 1 triệu là còn 74 triệu. Như nào đây? 74 triệu là mỗi anh em ủng hộ vào hội 2 triệu. Thì Hùng ủng hộ 2 triệu là còn 72 triệu. Còn chú Thụ ủng hộ 2 triệu là phải xin. 74 triệu. Chú định lấy cái phần chú Hùng ủng hộ. Đâu như nào sai như nào lại em nào tính như thế hóa ra là anh mẹ 76 triệu anh vẫn đọc cứ 75 bây giờ vậy chốt đi à chốt vẫn là 75 ờ chốt phát đi rồi vẫn là 75 nếu thế thì chú có bán 72 triệu không? Đấy là bán 73 triệu mất 75 triệu. Còn bán 75 triệu nha là chú phải đưa 74 triệu. Biển em chỉ biển em muốn à. Thế thì nào, thế ông Thụ có chốt à? Anh nói này, anh nói thật mà nhá. Chú không thể ra điều kiện với chú Hùng trong cái giao dịch này được. Mà anh em mình chỉ mặc cả với nhau thôi. Thì mặc cả. Điều kiện chú Hùng lại phải thế này phải thế kia thì đúng không? Ai em bảo nó phải đâu? Chú đừng nghe nói thích chú nhà bảo là nhưng em đưa 72 triệu anh Hùng phải ủng hộ 2 triệu. Em anh nói là em chỉ nói anh nói chú này em gái 12 triệu anh nhớ anh em mình tiêu tiền. Nếu thế thì câu mà chú giảm đấy 75 triệu bớt 1 triệu là vấn đề khác rồi. Hai vấn đề khác nhau. Thế nào như từ nãy rồi nói nhiều quá chốt như nào đây? Chốt đi để chốt. Thế bây giờ 72 triệu dùng có bán không? Nếu không đấy, chốt đi. Mà nếu mà đã bán 75 triệu, bớt 1 triệu là 74 triệu đấy. Chốt lại đi xem nào. 72 triệu anh bớt được bao nhiêu quyền anh? Không được mà. Để cả 1.000 được. Vâng, anh bảo là bán cho chú 75 triệu. Chốt 18-75 triệu. Em gửi anh 72 triệu. 2 triệu là 2 triệu khỏe. Đấy, cứ 72 mới 75 triệu. Chốt thì chốt luôn này. Đó, 72 triệu. Em được, mẹ không thích cái này.
cũng thích cây này. Anh không bảo là xuất phải đâu. Đá anh dép để đi này. Đây này. Có 2 triệu ủng hộ. Mùi quá, hôm nay các ông ấy uống rượu và các ông ấy chốt cây ấy ướm ầm ầm ầm. Đấy quý vị đấy không? Bán cây. Nào cây này là bao nhiêu? Cái xi nhỏ nhỏ này. Mua quánh nợ là 46 triệu, anh ta lọc cho 500 nghìn. Cộng cái bể 18 triệu nữa. À cái bể này. Bể, giả bể. Thôi không nói cái đấy cả anh em với chơi cây mua cây bà cây dài trả bà cái ông bạn này vui đấy bạn đang vui đấy bây giờ là nhá hoánh đừng đấy hoánh đừng anh hùng anh ấy đòi 85 triệu bây giờ thì anh cảm thấy mà không với được tới thì thôi anh không nói gì trước cho đi bảo trả bà đi đúng không cảm thấy nó vừa như này như là mình quay như bước còn không vừa nhịp thì mình phải dừng không mai để cắt mà mai để cắt. Tại vì mỗi bên này quy định là 47 triệu, 500 mấy cái bể 18 triệu. Là bây giờ là anh ấy bảo 85 mà nếu mà không nhiệt không tới nữa thì thôi đúng không anh? Thế không với tới được thôi. Thế 74 mà nó tăng mấy? 63 đúng không? 63. 63. 18 triệu cái bể đá này mà. 63 thì tính 75. Nào ông Ngưu Ma Vương này ông có ngắm thì cứ ngắm cứ giao lưu nhau những cái cũng thoải mái đi cho nó. Đấy quý vị thấy không? Cái bể bé tí này 18 triệu đấy không phải ít đâu. Đây nhá. 2 này, có 3 gọi là 2 26 ấy. Ờ đấy, bé tí ạ. 2 33 em mình với anh dẫn như này. Đồ chơi nó khác, đồ chơi mới khác đồ thường. Đấy. Đã là câu thứ hai rồi thì không chẳng cũng bán đúng không? Chứ không thể ABC khác được. Anh ơi, cho em là anh về đây. Anh Đức. Anh Đức. Anh Đức. Giao lưu. Anh không nhớ trước khi ngồi ăn uống thì anh em nói gì? À đúng rồi. Ờ đúng rồi. Hôm nay là anh Đức phải giao lưu với anh Lượng đúng không? Chính xác. Anh Thụ. Anh Thụ ấy còn vẫn xỉa xăng mà anh Đức đã. Anh chịu. Đấy anh. Thế mà anh lại cứ phải nói to để làm cái gì chứ? Ờ thế. Đây anh nhìn đi. Mày mở cái máy lên để cho thầy đi chụp cái toa này được. Chụp cái toa. Rồi, anh gửi Zalo đi, không phải ngại. Tao là đéo. Anh không có thì tao còn đéo Zalo thằng này. Một đời em có 2 nghìn, còn đâu 3 nghìn, còn đâu em lên. Thôi thì còn mai anh gửi Zalo. Em bây giờ tôi đồng ý với bạn luôn. 200 rồi. Ba thằng quách. Bảo lấy cây quê đấy, ông thường nhả nhớ. Đây là Tùng Hùng cứ bảo 40. Tùng lấy cây 60 đấy. 5 lít đi anh nằm trong tay. Chú nhớ cái ý ngày trước chờ đấy, ngày cháu cả ông ở đây đấy, bảo không bán này. 200 anh nằm trong tay. 3 anh em. 3 tờ đấy. 3 tờ. Một vụ này không quay nhá, anh em thông cảm nhá. Còn anh ủng hộ 3 triệu. Đúng rồi. Anh ra lọc 3 triệu. Còn ông đó ủng hộ bao nhiêu không biết. Xong rồi. Có cái này mà 2 cây có thu rồi. 2 cây có thu rồi. Đúng rồi. Em 2 cây 75 triệu. Một cây. Cây này 75 triệu ba. Thành anh dẫn mấy. Đấy, 75 triệu. Cây này. Giao dịch đã xong rồi. Bạn ơi, cây này sang tay xong rồi. Xong rồi, bơi sang tay luôn. Cây ở quê. Quê ăn gói tận này. Cây này 40 cây. Nhanh thế. Cây này cây trụ làm sao mà 40 cây. Cây này ai biết. Cây cứ sang nhau xoạch xoạch này.
Đấy biết được như nào nhiều khi các ông này bài lắm. Ông nọ hỏi cho ông kia mua. Lúc đấy là anh là các anh xuống dưới 20 hôm. Nửa tháng nhỉ? Nửa tháng. Hai tuần thôi. Thế ai mua cày đây? Uống rượu xong là canh cầm tiền về. Mà không xuống đừng có lấy tiền. À được. Hay, nhớ nhá. Nhớ nhá. Không xuống là không có tiền. Bắt tay rồi. Đến bây giờ anh chú lại cụ thể bắt nữa. Dạ. Thu ơi, Thu, nửa tháng chú phải cụ thể bao nữa. Hôm nay là 19 đúng không? Không, đến đúng hẹn chú điện thoại. Anh Hùng, anh Dương, anh câu lạc bộ. Đến đúng giờ này đến. Đến cái đầm. Bây giờ đâu lời tháng anh biết mà miệng nào nói bao giờ. Mọi em nhắn tin lên hội luôn. Chú cứ mời. Anh em mời được chưa? Tập trung ở chỗ nào địa điểm thì anh cũng biết. Anh em bọn em tổ chức để anh xuống lấy. Nếu mà không thì để em cho em truyền thông cho, có gì đâu. Được chưa? Anh cứ nhắn em truyền thông cho. Được đấy anh cứ nhắn. Đơn giản. Đấy. Cứ phải tiền phải cầm đã đúng không? Đúng rồi, cầm tiền á. Được chưa? Xong rồi cầm tiền đi chơi. 177. Đúng rồi. Dạ. Hai cây là 177 triệu. Cộng nhiều lên thứ xong cộng 180. Xong rồi. Cái việc lọc lái là kệ các ông ý. Đúng rồi. Thế bây giờ chuyển luôn, bây giờ đây là xe luôn. Thế là rồi bốc luôn mà. 177 triệu đúng không? Đúng rồi. Chuẩn đét, không thiếu một xu. Chuẩn đét luôn. 177 triệu. Thế gì? Thiếu 1.000. Đang quay à? Quay vào hết rồi. Có gì đâu phải cấm cãi được. Quay xe đây, quay xe để về. Cấm cãi. Cấm cãi được. Để giao cho chú Hùng là 177 triệu. Đây, cấm cãi. Đã làm ra liếc hết rồi. Rồi, xong rồi. Bây giờ đã đi lên nhà anh. Bây giờ phải quay xe. Kê cây lên, vào lên nhà anh. Ừ, về đây nữa. Về đây đi. Bây giờ phải quay xe ra. Lùi vào đây. Xe lùi vào đây. Bây giờ anh Thụ là cứ đưa cho anh Hùng là 177 triệu chẵn. Thế là xong. Nuôi thì sao? Còn ủng hộ tiếp thì không biết. Đấy, còn ủng hộ tiếp thì không biết. Nhưng mà ông Duyên này là có cái mũ đẹp. Ê, mang cả xe khách to này đi chở cây cơ. Đi lên nhà chú Lượng nhá. Ai gấu thế không? Lại đi tiếp à? Xin chúc mừng ông anh của em. Chúc mừng ông anh của em. Đấy. Nào, hai ông. Ừ. Chú ơi. Mấy ông này cứ đổ mi đi. Sướng sướng mấy ông này. Ôi hôm nay lại được về hôm nay giao dịch cây. Ông nào cũng được cây mang về. Úi giời ơi. Ông này là mệt. Ông này là mỏi lắm luôn. Cứ nhẹ nhàng thôi nhá. Nhẹ nhàng thôi. Mẹ, xe mấy tỷ cây đáng cái gì đâu. Hay đừng đùn kiểu ý, nhấc lên. Nó mút mà. Ông nào cũng có lộc nhá. Ôi giời ơi, ông Ngưu Ma Vương này. Khổ nhất là nếu có lộc thì. Ok anh. Ông Vương ơi đánh thế đánh cái 5 trăm đi. Thì liêm tất cả. Xe này đi ra đi, bảo xe này đi ra đã. Đầu nó không đúng không? Rồi đấy. Anh em thấy không? Hôm nay là các anh em trong câu lạc bộ là mạnh mạnh mà đứng đây à? Đứng đây à?